Bạn có nhu cầu mua Arc Liên Quân, Arc Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria kia mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại chương trình đó là tiếng gáy tâm linh của giải đấu đấu trường sinh tồn. Ok, tuần này thì sẽ là tuần thi đấu cuối cùng rồi, vì sau tuần thi đấu thứ 5 chúng ta sẽ chỉ còn vòng thi đấu thứ 6 trước khi mà đấu trường sinh tồn kết thúc và bước vào trong giai đoạn vòng chung kết. Lúc này thì Hà Nội Team đang dẫn đầu với 5.355 điểm. Tuy nhiên thì cái nhóm mà chúng ta cần đáng quan tâm đó chính là vị trí AFK với 2.880 điểm, Wasabi 2.820 điểm, BTG 2.560 điểm và Lộn Xộn Team 2.515 điểm. Họ vẫn đang nằm trong top 12. Tuy nhiên thì có thể họ sẽ bị xoán ngôi bởi vị trí của MP3, vị trí của Đại Tướng Quân hay thậm chí là vị trí của cả Sorry Team nữa. Lúc này thì Đại Tướng Quân cũng như là vị trí của MP3 vẫn còn rất nhiều cơ hội để có thể lọt vào trong top 12, cũng như từ vị trí của AFK và thậm chí ở Kill for Survivor họ vẫn có thể bị lọt qua đến vào vị trí nằm ngoài top 12 hay chăng. Thì trong tuần này thì để xem các game thủ chúng ta sẽ có những cái phát biểu như thế nào. Và các bạn đừng quên là tuần này thì đấu trường sinh tồn vòng thứ 6 này vẫn sẽ được bình luận trên kênh của Ria Kia Minh nhá, vào lúc 17:30 ngày 15 tháng 3. Và tuần này thì chứng kiến một cái kỷ lục mới, đó là Team Flash vượt qua Box Gaming để trở thành đội tuyển có số điểm hạ gục cao nhất trong một tuần thi đấu với 36 điểm hạ gục. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng, và có thể nói Team Flash tuần trước họ đã có một tuần thi đấu cực kỳ tuyệt vời. Đến với tuần này, tụi mình rất tự tin và sẽ chơi hết mình để giành lại vị trí top 1. Đó là một lợi thế cực kỳ lớn vì đội top 1 sẽ có cho mình 200 điểm vào vòng chung kết. Đó là chia sẻ đến từ Team Flash, một trong những người mà đã đóng góp rất quan trọng trong lối chơi ở Flash, đó là NPC. Anh ta nói rằng tuần vừa rồi Team Flash đã thay đổi lối chơi một chút và một phần cũng do may mắn đạt được kết quả tốt. Tuần thi đấu lần này mình sẽ cố gắng bắn để vẫn nằm trong top 3 đội mạnh nhất. Cái việc mà xếp hạng ở trong cái vòng bảng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái vòng thi đấu tiếp theo rất nhiều. Và Flash NPC tuần này thì anh ta đã ghi được thêm cho mình rất nhiều điểm hạ gục với combo súng lựa chọn của mình, đó là AK như là UMP. Và một số ít rất ít những game thủ có khả năng vô tâm tốt bắn vào đầu thì họ rất thích sử dụng UMP. Kỹ năng của Flash NPC thì không liên quan đến khẩu UMP cả, khi mà anh ta vẫn đang sử dụng với bộ combo là nặng về shotgun. Với 34 điểm hạ gục sau 20 trận thi đấu thì NPC đang là một trong những game thủ thi đấu hay nhất trong mùa giải này. Tự tin team mình sẽ trở lại top 1 ở tuần thi đấu này, bởi vì không có tự tin thì chẳng làm được gì cả. Bên cạnh đó thì phong độ của cả đội rất là tốt nên là cũng làm mình tự tin hơn rất là nhiều. Mình nghĩ Lộn Xộn Team có thể bị loại khỏi vòng 12 đội, mặc dù họ làm tốt giao tranh nhưng mà nhìn nhận vòng bo và đọc tình huống của họ còn quá yếu nên cái ca này thật sự là khó cho họ. Đó là dự đoán của Boxfell về vị trí Lộn Xộn Team. Có vẻ như là Boxfell không đánh cao Lộn Xộn Team sẽ được đi tiếp vào trong trận chung kết đấy chăng. Một trong những người thi đấu rất hay của team Box trong thời gian đây đó là Mistake với 25 điểm hạ gục sau 16 trận thi đấu. Nếu như anh ta có thi đấu đủ cả 20 trận và không nhường 4 trận cho vị trí F9 thì có lẽ thành tích của Mistake đã cao hơn. Mistake thì vẫn là cái combo khá quen thuộc, đó là một khẩu súng trường Scar cộng thêm với MP40 và hai kỹ năng, 3 kỹ năng tăng tốc độ chạy và một kỹ năng mang theo đạn để thể bắn cover tốt hơn. Về cách thức cộng điểm của vòng chung kết thì hạng 1 của vòng bảng sẽ được cộng sẵn 200 điểm, và đây là vị trí mà Hà Nội Team đang nắm giữ ở thời điểm hiện tại. Hạng 2 sẽ có 180 điểm, hạng 3 160 điểm. Từ vị trí hạng 8 trở đi thì có vẻ như là những cái lợi thế này nó không còn mang lại quá nhiều yếu tố quan trọng nữa. Và nếu như mà cái team nào mà đứng ở hạng 1 vòng bảng, vị trí mà lúc này Hà Nội Team đang nắm giữ, thì họ sẽ auto có sẵn một ván đấu coi như là một ván đấu top 2 không kin với 200 điểm rồi. Và đây cũng là một trong những cái điều mà sẽ khiến cho cái vòng chung kết của chúng ta nó sẽ trở nên cực kỳ gay gắt, khi mà những nỗ lực ở vòng bảng sẽ đóng góp vào trong nỗ lực chung ở trong vòng chung kết này. Về dự đoán thì bình luận viên Hùng Cam anh ta cũng nói rằng không nói nhiều, HNT sẽ vẫn giữ dưới vị trí top 1, Lộn Xộn Team và AFK sẽ quay lại mạnh mẽ, Đại Tướng Quân có lẽ vị trí số 12 để giành vé phục hận tại vòng chung kết đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020 sắp tới. Nếu như Đại Tướng Quân và AFK họ có thể góp mặt ở trong vòng 12 đội thì có lẽ là view của giải đấu này sẽ cao hơn là khá nhiều, bởi vì đây là những đội tuyển mà đang có rất nhiều game thủ được hâm mộ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những dự đoán từ các game thủ. Chắc chắn team mình sẽ lọt vào vòng chung kết 12 đội, bởi vì khoảng cách điểm giữa team mình và các team xếp trên là không nhiều, và tuần này team mình sẽ trở lại với vị thế của những nhà vua. Sai lầm lớn nhất của Đại Tướng Quân là đã quá tin tưởng vào Duck và Shadow. Họ là hai tuyển thủ đã từng bị loại tại vòng thăng hạng.
Đó là những dự đoán đến từ AFK cũng như là Đại Tướng Quân. Và lúc này thì lộn xộn team Brazil, anh ta có một cái comment nó rất không liên quan đến cái giải đấu hiện tại. Ai cũng tự nhận mình bắn M79 hay nhất, nhưng highlight về M79 luôn có tên của lộn xộn team Brazil. Và cái này thì thực ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện của giải đấu cả. Và lộn xộn team Brazil là ai? Thì ông này hồi trước tên ở anh chàng này đó là Fia dài 19cm. Nhưng mà cái tên dài 19cm thì có vẻ như nó hơi nặng nề. Và đó lý do vì sao mà Gaina họ đổi tên của anh ta lại thì Brazil. Điểm hạ gục là 19 điểm hạ gục sau 20 trận thi đấu. Súng lựa chọn đó là M79 và SK, và sử dụng một bộ combo hết sức cơ bản. Lộn xộn team Brazil cũng là một trong những người thi đấu khá hay ở trong màu áo của team lộn xộn team. Một trong những người chơi khác cũng đến từ lộn xộn team, đó là lộn xộn team Mèo. Anh ta cũng có nhận định và có thể chúng tôi không đứng top 1, nhưng đừng mong vòng chung kết không có lộn xộn team. Có vẻ như lộn xộn team vòng đấu giải đấu này họ đang không có mình phong độ tốt nhất. Tuy nhiên thì hiện tại số điểm của họ, nếu như họ vẫn đang thi đấu tốt như những tuần vừa rồi, họ vẫn có thể chen chân ở trong top 12 đội tuyển sẽ góp mặt trong vòng chung kết. Chúng ta cùng nhau đến với những phát biểu của các game thủ về lộn xộn team. Không phải ngẫu nhiên team mình lọt vào top 6 đấu trường trong tuần một trước. Tuần cuối cùng này team mình sẽ khẳng định điểm chung của ba đội tuyển AFK, lộn xộn team và Đại Tướng Quân là do họ quá yếu về mặt chiến thuật. Đặc biệt là lộn xộn team, họ thường để mất người một cách vô duyên. Nếu không được cải thiện điều đó, chắc chắn họ sẽ là đội tuyển bị loại khỏi cuộc chơi lần này. Giữa FK và lộn xộn team thì mình nghĩ lộn xộn team sẽ có khả năng cao bị loại khỏi top 12 đội, vì lối chơi của họ khá là lộn xộn như tên của họ vậy, và chính team mình sẽ giúp họ gạt tên khỏi danh sách top 12 đội. Thật ra thì Đại Tướng Quân có lẽ là nên lo cho vị trí của bản thân họ hơn. Một trong những tiếng gáy tâm linh cực mạnh ở trong tuần vừa rồi đó là VGM Binsu, khi mà VGaming tuyên bố sẽ cạo đầu những thành viên ở HNT. Và đúng là trong ván đấu, trong một ván đấu của team VGaming thì họ đã hạ gục team HNT để lấy cho mình vị trí top 1. Và ngay lập tức ở trên mạng xã hội có ngay một cái meme chế toàn bộ team Hà Nội team chính thức đã bị cạo đầu đến từ VGaming Binsu. Và chúng ta hãy xem Hà Nội team nói gì về điều này. Mình muốn gửi đến các team khác, muốn lấy top 1 trong tuần cuối cùng của bọn mình thì chắc là không có cửa. Tóc đầy thế này, thích ạ. Vào đây mà lấy. Vâng, tóc đầy vào đây mà lấy, đó là HNT Mr. 41. Khi mà lúc này anh ta đang dẫn đầu trong bảng tổng kill với 42 điểm hạ gục, nhưng VGM Dark Club anh ta đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn đó là 2 kill mà thôi. Tình yêu đen tối có lẽ anh ta sẽ sớm là giành được vị trí đầu của Mr. 41 hay chăng. Trong khi đó thì hai thành viên ở Box vẫn đang duy trì một vị thế rất tốt chỉ sau Flash NPC. Chia sẻ thì người đứng thứ hai trong bảng top kill hiện tại đó là VGM Dark Club, anh ta nói rằng em có làm gì đâu, đồng đội em làm hết rồi, đi ở đâu em chạy ở đấy thôi à. Đây là một điều có lẽ khá khiêm tốn khi đứng cạnh cô nàng MC Thảo Trang khá xinh đẹp mới xuất hiện ở trong đấu trường sinh tồn. Trong khi đó thì những thành viên ở VGaming họ vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, với sự bổ sung thêm vị trí của VGM Meiko, một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Sau 4 ván thi đấu thì Meiko có tới 10 điểm hạ gục với hai khẩu súng đó Groza cũng như là MP40, một combo dành cho những người bắn ở kỹ năng cover tầm xa khi tăng độ chính xác cũng như là lấy kỹ năng của Moko để đánh dấu vị trí của đối phương. Và đây thực sự là một sự bổ sung cực kỳ mạnh mẽ sau cái mùa chuyển nhượng vừa rồi, khi mà Meiko trước đây anh ta đã từng thi đấu rất tốt trong màu áo của Fia. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe các em thủ nói gì. Mình muốn gửi đôi lời đến các team đã khiêu khích Hà Nội team, khi tuần này tháp đồng hồ không phải là điểm nhảy của chúng mình nữa đâu. Các bạn gọi mình ở đâu thì mình sẽ nhảy ở đó. Nhưng mà cá nhân tôi thì vẫn nghĩ là HNT sẽ nhảy trong vượt tháp đồng hồ. Hà Nội team Funky Em, anh ta đang giữ vai trò huấn luyện viên, cũng đưa ra dự đoán là AFK và Đại Tướng Quân sẽ giành chiếc vé đến với đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020. Còn lộn xộn team sẽ là team phải chia tay cuộc chơi. Có vẻ như là nhiều team không thích lộn xộn team cho lắm nhỉ. Tôi thấy cái tên lộn xộn team khá là dễ thương cơ mà. Trong khi đó thì game thủ nổi tiếng nhất ở trong đấu trường sinh tồn đó là AFK S Mobile có chia sẻ là từ trước đến giờ AFK không phải là một đội tuyển mạnh, nhưng luôn là đội tuyển có sức chịu đựng tốt nhất. Tôi luôn đặt niềm tin vào đồng đội, team AFK là cái tên đã gắn liền với game này từ lâu. Tôi sẽ thi đấu cống hiến hết mình để không làm cho các bạn cổ động viên thất vọng. Tất nhiên rồi, khi mà chúng ta có tới 3 triệu fan hâm mộ thì có lẽ chúng ta không nên để cho fan hâm mộ của chúng ta thất vọng một chút nào. Sau nhiều mùa giải, team AFK được các bạn khán giả ủng hộ rất là nhiều. Đó cũng chính là một nguồn động lực và cũng như là áp lực dành cho team.
Vì vậy team mình sẽ có những lúc sai sót, mong các bạn hiểu cho điều đó. Và team AFK sẽ cống hiến 100% khả năng để không làm các bạn thất vọng. Cực kỳ khiêm tốn đến từ vị trí AFKS Mobile. Phú Đại, tay bắn chủ lực đến từ AFK cũng cho rằng là tuy bọn mình có khởi đầu khá suôn sẻ như vậy, tuần thi đấu tiếp theo AFK mới là team mới nên chưa thích nghi được với tình hình thi đấu hết sức căng não. Điều đó khiến team mình chưa chơi hết phong độ đáng có. Chúng mình sẽ cố gắng chiến đấu ở vòng thi đấu cuối và giành vé đi tiếp vào chung kết. Cá nhân Ria kia mình cho rằng là AFK đang có rất nhiều cơ hội đi đến vòng chung kết và vị trí cái lượng điểm của họ lúc này cũng là tương đối an toàn. Thế nên là AFK chả việc gì phải lo cả. Hai đội tuyển giữa Đại Tướng Quân và Lộn Xộn Team thì mình nghĩ rằng Đại Tướng Quân sẽ bị lọt ra khỏi top 12. Vì theo như cá nhân mình cảm thấy Đại Tướng Quân họ có một lối chơi chưa thực sự ăn ý cho lắm. Và Đại Tướng Quân gà cu te thì ngay lập tức anh ta thẳng định ngược trở lại với vị trí AKS Mobile. Là tuần này Đại Tướng Quân sẽ trở lại vị thế nhà vua. Chính tay Đại Tướng Quân sẽ loại các bạn khỏi top 12 đội. Và nếu các bạn nào còn nhớ cái drama ở trước mùa giải khi mà Đại Tướng Quân gà cu te tuyên bố là AKS Mobile chỉ bắn như con bot thôi, thì lúc này Đại Tướng Quân còn đang ở trong tình thế lao đao hơn so với cả team AFK rất nhiều. Trong khi đó thì đến thời điểm này thì một thống kê khá vui, đó là Bóc Xanh Nhã và SCBG Hổ là hai tuyển thủ đầu tiên bị nốc bởi cái red zone. Nói chung là khi mà chị Hằng đến tháng tôi nên gồng nên nấp đi. Vâng, nhân phẩm ai tệ nhất giải đấu thì có lẽ là các bạn cũng đã biết rồi. Vâng, và trong vòng thi đấu vừa rồi thì bốn cái tên xuất sắc nhất đó chính là Flash NPC, VGM Meiko, Flash Cool cũng như là WSB NTN với một pha leo nóc xưởng được bơ máu cực hay. Và Flash là team thi đấu hay nhất trong tuần vừa rồi. Và đó là tổng hợp tất cả những gì mà chúng ta đã có ở trong cái tuần thi đấu thứ 5 vừa rồi và hướng tới tuần thi đấu thứ 6. Các bạn đừng quên là 18 giờ hay là 17:30 các bạn có thể theo dõi đấu trường sinh tồn vòng 6 vòng cuối cùng của vòng bảng trên kênh của Ria Gaming. Vâng, vào lúc 18 giờ hoặc 17:30 vào ngày mai 15 tháng 3 2020 nhá. Chúng ta sẽ có những cái pha gáy phải gọi là căng đét và khét là lẹp cùng với nhau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chúc các bạn có một cuối tuần cực kỳ vui vẻ.